Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ chao đảo, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bị tấn công, to chuyện. Ông Lê Văn Thành là một trong bốn Phó Thủ tướng của Chính phủ Việt Nam. Ông này vào Chính phủ từ vị trí là Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng, được xem là nhảy ngang như ông Chính từ trưởng ban tổ chức Trung ương qua ghế Thủ tướng đầy quyền lực. Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2021, ông Phạm Minh Chính lúc đó đã chắc xuất thủ tướng lên danh sách chuẩn bị cho một dàn phụ tá mới. Trong đó, ông Chính ưu tiên chọn ông Lê Văn Thành. Ông Lê Văn Thành từng là quan chức bên khối doanh nghiệp nhà nước, sau đó ông Thành nhảy qua bên chính quyền rồi đến bên Đảng với chức Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng. Thời làm Bí thư Hải Phòng, ông Thành đã từng bị bầu đệ tố lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tội ông Thành cản trở doanh nghiệp. Bầu đệ đứng danh Ủy viên Ban chấp hành VCCI là thuộc chính phủ, tiếp đến là Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng tố việc một container từ Hải Phòng về đến Hà Nội đắt gấp 3 lần từ Trung Quốc về Việt Nam. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Dù ông Lê Văn Thành có nhiều tai tiếng như thế, nhưng ông Phạm Minh Chính vẫn phớt lờ và phân công ông Thành chịu trách nhiệm nhiều mảng quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, điện, bất động sản, tài nguyên và các dự án trọng điểm như giao thông, vận tải. Khi làm Phó Thủ tướng, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 quyết tâm thực hiện dự án Long Thành. Là người chịu trách nhiệm dự án này, ông Thành tuyên bố trong cuộc họp có mặt ông Bộ trưởng Thể rằng ai làm chậm tiến độ thì đứng ra ngoài. Bộ trưởng Thể nhìn nhận tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, nêu ra một số nguyên nhân. Ông Thành đe dọa nếu đến năm 2025 mà những mốc mạch ra và những vạch ra không đạt được thì sẽ xử lý kiểm điểm. Lời nói mạnh này dựa hơi ông Thủ tướng. Một liên minh hiện nay được cho là khá vững chắc. Thời ông Thành làm Bí thư Hải Phòng cũng là thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm đại biểu Quốc hội ở đây. Trên cương vị Thủ tướng và đại biểu Quốc hội, ông Phúc đã nhiều lần bật đèn xanh cho các doanh nghiệp, các đồng chí tố cáo, khiếu nại những chỉ đạo của ông Thành. Tuy nhiên, ông Thành vẫn không hề hấn gì. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2022, trên cương vị Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức hội thảo lý luận thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vài ngày sau, một văn kiện quan trọng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng được tung ra ngoài là thông báo số 826 được ghi vào ngày 23 tháng 6 năm 2020. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay. Nội dung văn kiện này như sau: giao 11,8 hectare đất cho tập đoàn Phúc Lộc từ năm 2015 để thực hiện dự án khu nhà ở quận Hải An khi chưa lập dự án, khi chưa có quy hoạch tỷ lệ 1/500, không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu theo quy định, không giao quỹ nhà ở xã hội 20% theo quy định của pháp luật. Về dự án này, sau khi ông Thành lên làm Phó Thủ tướng, tập đoàn Phúc Lộc đã có văn bản tự nguyện xin trả lại đất cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vào tháng 12 năm 2021, mặc dù đã triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án như san lấp toàn bộ dự án, xây dựng đường giao thông, lát vỉa hè, trồng cây xanh, tạo thành các ô thừa vuông vắn. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê duyệt bán đấu giá tại quyết định số 1721. Giá khởi điểm thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất là 665 tỷ đồng. Tài sản gắn liền với đất là 121 tỷ đồng. Tổng mức giá khởi điểm là hơn 786 tỷ đồng. Như vậy là sau khi bị ông Phúc tấn công và vấn đề sai phạm, tập đoàn Phúc Lộc đã phải bỏ của cứu người, mất trắng vài trăm tỷ đồng đầu tư dự án hạ tầng cơ sở để cho ông Lê Văn Thành được thoát nạn. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, người được cho rằng đang đỡ đầu cho ông Lê Văn Thành. Hiện nay không biết ông Lê Văn Thành sẽ đối phó như thế nào. Tuy nhiên, ông Chủ tịch nước sau khi lấy lại phong độ thì vẫn cứ dí vào sai phạm này, khiến ông Lê Văn Thành phải tìm cách chống đỡ. Nội bộ chính trị trong chính phủ giờ đang rất phức tạp, các phe đấu đá nhau rất mệt. Và người bắn phát súng lệnh cho vấn đề này chính là ông Chủ tịch nước. Không biết sự việc sẽ diễn biến ra sao, chúng ta sẽ được tiếp kiến vào thời gian tới khi những diễn biến tiếp tục xảy ra. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị tấn công tới tấp, anh Tô mách ăn tổng. Ông Tô đã biết sợ rồi phải không? Vào ngày 1 tháng 8, trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng bài báo mang tựa đề
hãy cảnh giác với những thông tin xuyên tạc liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Nội dung bài báo viết thì không có gì nhiều, tuy nhiên một số lượng chữ thì rất nhiều nên khiến khá nhiều khán giả ngao ngán khi đọc những bài báo như vậy. Chủ yếu là họ chối bỏ những cái sai mà xã hội đã thật tình phản ánh lên. Trang tin của Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói chính thức của Đảng. Những thông tin trên trang chắc chắn là thông tin được duyệt bởi ông Tổng, bởi nó là bộ mặt của Đảng. Lần này, ông Tô Lâm được một trang đại diện tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng bênh vực nó có giá trị hơn hàng trăm tờ báo khác, mặc dù trang này chẳng mấy khi có người xem. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vụ hộ chiếu mới, ông Tô Lâm đang bị dư luận chỉ trích rất nặng nề, trong đó có các quốc gia ở châu Âu và người dân, những người mà đang sở hữu tấm hộ chiếu mới này tại những nước như vậy và họ chuẩn bị sang những nước đó. Nếu không có trang của Đảng đứng ra bênh vực thì không biết chừng một vài tờ báo lớn nhận tiền của đối thủ chính trị sẽ tấn công ông Tô Lâm, thì xem như ông Tô Lâm hết đường lỡ được. Ngành công an cũng có tờ báo Công an Nhân dân, nhiều bạn đọc hơn trang thông tin điện tử của báo Đảng Cộng sản. Ông Tô Lâm cho đăng bài bênh vực ông trước sự tấn công của dư luận trên báo này, thì điều đó có nghĩa là những tờ báo phổ thông không được phép chạm vào ông ta. Bởi 800 tờ báo Đảng đều phải nhìn trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam mà viết sao cho không bị sai phạm, không bị trái ý của Đảng. Khi ông Tô Lâm mách ông Tổng Bí Thư để ông Tổng Bí Thư che chở thì điều đó có nghĩa là ông Tô Lâm đang đuối sức trước dư luận khắp nơi. Bởi ông Tô Lâm chính là cánh tay đắc lực nên ông Tổng Bí Thư dường như mới ra tay để cứu, còn dùng ông này về sau. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, ông Tô Lâm rất giỏi trấn áp, bắt bớ nhưng lại rất dở trong việc đấu trí trên chính trường. Tai nạn tấm hộ chiếu chỉ là một sai sót nhỏ, nếu ông Tô Lâm cho hiệu chỉnh sớm thì giờ này đã không to chuyện đến thế và các nước trên thế giới không phản ứng một cách dữ dội và cương quyết như vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm được trang điện tử của báo Đảng bênh vực dù ông sai trong vụ hộ chiếu mới của Việt Nam. Vẫn cách quen thuộc, vẫn chụp mũ những ý kiến góp ý chân thực để đe che đậy sự thật không thể chối cãi được. Ví như đánh thẳng vào việc rằng hộ chiếu Việt Nam thuộc hàng tủi thân trên thế giới, rồi là thứ hạng hộ chiếu Việt Nam bị coi là thấp, thể hiện qua năng lực di chuyển nhập cảnh thuộc hạng thấp so với các nước khác. Rồi thì quyền lực của hộ chiếu thể hiện quyền lực của dân tộc. Rồi trong khi các nước khác đang ngày càng tăng khả năng ký kết các thỏa thuận miễn thị thực cho công dân của họ, thì chính phủ Việt Nam đã không có năng lực tạo tiến bộ trong lĩnh vực này. Rồi thì được vu là luận điệu xuyên tạc, trong khi đó ai đọc lên đều thấy đấy là những thông tin xác đáng, trung thực, và truyền thông quốc tế cũng như truyền thông tự do luôn miêu tả những điều đó. Và báo Đảng chỉ là một trong vô vàn những tờ báo như vậy. Một số góp ý rất thiện chí với những bài như làm cách nào để nâng quyền lực của hộ chiếu Việt Nam hoặc là để cải thiện hình ảnh hộ chiếu Việt Nam, rồi thì liệu chính phủ có làm được gì hay không, rồi bị quy chụp là lập lờ đánh lận con đèn. Thực ra Đảng luôn giật mình với những tin như vậy. Và những đánh giá nghiêm túc và nhẹ nhàng không bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam chịu lắng nghe, mà ngược lại họ còn quay ra chụp mũ người góp ý hoặc chê bai những trang khác là phản động, là có ý đồ. Sai phạm họ đã quá rõ, không thể phủ nhận được. Điều đáng nói là vai trò người đứng đầu chính là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cần phải chịu. Tuy nhiên, ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị luôn cố chống đến cùng, mà Thời báo.de đã ví von là ông ta húc đầu vào đá để cảnh báo ông dừng lại mà ông ta vẫn không chịu dừng, tiếp tục sai chồng sai. Đây là hình ảnh sản phẩm tệ hại của ông Tô Lâm gây phiền toái cho người dân. Hiện nay, ông Tô Lâm đang bí không biết giải quyết khó khăn này như thế nào. Sự chủ quan đầy tiếng kiêu ngạo của ông, tướng Võ Biển, đã dẫn Tô Lâm đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Ông Tô Lâm dường như đã thông báo và bách ông Tổng Bí Thư, tưởng đâu là hay nhưng thực tế là rất dở. Bởi Đảng đã nói báo chí nhà nước nghe chứ tờ Thời báo.de và các tờ báo trên thế giới chẳng bao giờ nghe cả. Bởi Đảng nói thì những đảng viên nghe theo nhưng các đại sứ quán các nước không nghe. Vậy nên dù có mách ông Tổng thì cái sai của ông Tô Lâm vẫn bị đem ra tiếp tục mổ xẻ và thậm chí càng mổ xẻ kỹ hơn nữa. Ông Tô Lâm nên biết sợ và từ bỏ đi những luận điệu để che đậy cho sự sai phạm của mình. Bởi làm chính trị là biết nhu, biết cường đúng lúc.
nếu lúc nào cũng cường thì đầu ông Tô Lâm chịu không nổi độ cứng của đá. Chắc chắn là như thế.